Ukraine nhận tin buồn từ NATO Tổng thống Pháp cảnh báo Nga sau cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Tình thế cam go của Ukraine khi số lượng đạn pháo dần tiến về mức không Nga đã hoàn toàn khôi phục lại toàn bộ sức mạnh quân sự Mỹ cảnh giác cao độ trước nguy cơ tấn công trả đũa của Iran Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg đã khẳng định liên minh quân sự này không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Stoltenberg nói, chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào đưa quân chiến đấu của NATO tới Ukraine, cũng không có yêu cầu nào về điều đó một quan chức NATO khác cũng đã nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga có thể đã làm gián đoạn hơn 15% công suất lọc dầu của nước này. Đồng thời lưu ý, Moscow vẫn thiếu đạn dược và nhân lực cần thiết để tiến công thành công. Theo quan chức trên, Nga sẽ tìm cách sử dụng phối hợp máy bay không người lái và tên lửa để làm suy giảm năng lực phòng không của Ukraine. Ngoài ra, quan chức này cũng nhấn mạnh, mặc dù NATO không xác nhận Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga, nhưng không có lý do gì để tin rằng việc chuyển giao sẽ không được thực hiện một khi các điều khoản cùng có lợi đã được thống nhất giữa hai bên. Trong khi đó, đề xuất lập một quỹ 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới của ông Stoltenberg đã vấp phải những hoài nghi và ý kiến trái chiều về mục đích và tính khả thi từ một số thành viên, nhất là Hungary, quốc gia được coi là có mối quan hệ thân thiết với Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Sujato cho biết nước này chưa sẵn sàng đóng góp và cũng không ủng hộ việc thành lập quỹ quân sự trên. Theo ngoại trưởng Hungary, việc lập quỹ 100 tỷ euro sẽ khiến ngân sách quốc phòng của nước này tăng thêm 10 tỷ euro và Hungary không thể sử dụng tiền thuế của người dân phục vụ cho một quyết định có thể làm gia tăng nguy cơ giao tranh. Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto nhấn mạnh, NATO là một liên minh phòng thủ và sẽ bác bỏ bất kỳ đề xuất nào biến tổ chức này thành một liên minh tấn công. Ngoại trưởng Hungary cũng tiết lộ nhiều thành viên NATO cũng không hào hứng với đề xuất của người đứng đầu tổ chức trên đài phát thanh quốc gia Đức, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã bày tỏ sự hoài nghi về quỹ 100 tỷ euro và nhấn mạnh điều cần thiết là phải tạo ra các cơ chế lâu dài đáng tin cậy để giúp đỡ Ukraine. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavsky cho rằng cần xem xét tính thực tế cũng như chi tiết của đề xuất. Trong khi Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Alvarez đặt câu hỏi Ukraine cần bao nhiêu tiền để bảo toàn lãnh thổ và NATO phải quyết định làm cách nào để đáp ứng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bill của Đức, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đánh giá cao việc các nước đồng minh NATO cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho lực lượng vũ trang Ukraine và khẳng định rằng chúng rất quan trọng và sẽ củng cố khả năng của lực lượng không quân Ukraine. Ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh việc các thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang cung cấp F-16 Fighting Falcon cũng như đào tạo phi công và vũ khí cho loại máy bay này là một ví dụ khác về sự hỗ trợ quân sự đáng kể của các đồng minh NATO dành cho Ukraine. Đồng thời, Tổng thư ký NATO lưu ý, các máy bay chiến đấu này rất quan trọng vì chúng sẽ củng cố khả năng của không quân Ukraine trong việc giành lại quyền kiểm soát không phận đất nước cũng như đẩy lùi các cuộc tấn công trên mặt đất của lực lượng vũ trang Nga. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo NATO cũng thừa nhận rằng chiếc fighting falcon của Mỹ sẽ không trở thành viên đạn bạc hay mũi tên thần cho lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc đối đầu trên không với Nga. Theo vị quan chức hàng đầu NATO, xung đột Nga-Ukraine sẽ là một cuộc xung đột phức tạp. Tình thế trên chiến trường không thể thay đổi chỉ bằng một hệ thống vũ khí nào đó. F-16 hay bất cứ loại tên lửa nào, dù là hiện đại thế nào, cũng không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Theo giới truyền thông Ukraine, có ít nhất 10 chiếc F-16 đầu tiên sẽ đến Ukraine vào mùa hè này sau khi hoàn tất khóa huấn luyện phi công cơ bản và có lẽ chúng sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn để có thể đưa vào trực chiến. Tuy nhiên, nguồn tin cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đã sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của máy bay Mỹ và sẽ phá hủy chúng. Bộ chỉ huy Nga đã tính toán các khu vực tối ưu để triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 nhằm tối đa hóa tầm phát hiện và phá hủy máy bay Mỹ. Ở diễn biến khác, vào tháng trước, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa từ hệ thống phòng không S-400 của Nga phá hủy tên lửa GMLRS tối tân được phóng từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS Nga nhiều lần tuyên bố hệ thống phòng không của nước này bắn hạ tên lửa GMLRS được phóng từ bệ phóng HIMARS. Tuy nhiên, video về hoạt động tấn công này của Nga chưa từng được tiết lộ. Theo đoạn video được công bố, hệ thống phòng không Nga được triển khai cùng radar chỉ thị mục tiêu tầm cao 96L6E để phá hủy tên lửa GMLRS. Phía Nga đã phóng ít nhất 10 tên lửa từ hệ thống S400. S400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới có khả năng đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử. Một khẩu đội S400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc. Tờ T-Online của Đức hôm 5 tháng 4 công bố phân tích dữ liệu nguồn mở cho thấy tình trạng gián đoạn tín hiệu định vị vệ tinh toàn cầu GPS xảy ra thường xuyên ở khu vực Ban Tích và Ba Lan cùng một phần không phận phía Nam Thụy Điển và Đông Bắc nước Đức. Tờ báo Đức cho hay, kể từ cuối tháng 12 năm 2023, đã có hàng nghìn trường hợp máy bay dân sự và quân sự bị mất tín hiệu GPS. Quân đội Nga dường như đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ, có biệt danh Bộ Gây Nhiễu Ban Tích ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Hoạt động gây nhiễu GPS có thể khiến phi công không xác định được vị trí và hướng bay, gây nguy cơ xảy ra tai nạn chết người. Tuy nhiên, các phi cơ hiện đại đều có hệ thống định vị dự phòng nhằm ngăn ngừa tình trạng mất tín hiệu GPS trong khi bay. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức sau đó xác nhận tình trạng gián đoạn GPS thường xuyên xảy ra trong khu vực Baltic, cho rằng Nga đang tiến hành nhiều biện pháp gây nhiễu điện tử ở Kaliningrad. Tuy nhiên, Quan chức này không tiết lộ cách Berlin đưa ra kết luận vì những lý do an ninh quân sự. Kaliningrad là một tỉnh của Nga nằm giữa hai nước NATO và Ba Lan và Litva, tách biệt khỏi phần chính lãnh thổ Nga và có một mặt giáp biển Baltic. Truyền thông Nga đưa tin kể từ giữa tháng 12 năm ngoái, các đơn vị thuộc hạm đội Baltic của Nga đã tiến hành tập trận với hệ thống tác chiến điện tử Borisoklet 2 ở tỉnh Kaliningrad. Theo viện nghiên cứu chiến tranh ISWkep cơ quan an ninh và tình báo quân đội Thụy Điển. MUST hồi đầu tháng 1 đã mở cuộc điều tra về sự việc này. Trung tá Hoa Kim Pasikivi tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho biết, Nga từng can thiệp vào tín hiệu GPS ở Bắc Âu để che giấu các hoạt động của nước này tại khu vực Murmansk phía tây bắc Nga hoặc làm gián đoạn các cuộc tập trận của NATO. Ông tin rằng tình trạng nhiễu GPS gần đây là kết quả của các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga hay còn gọi là chiến tranh hỗn hợp. Ông Jukka Savolainen, Giám đốc Trung tâm Năng lực Tác chiến Hỗn hợp châu Âu, Hybrid COE, trụ sở tại Phần Lan cho biết, tình trạng nhiễu GPS đã được ghi nhận ở các khu vực phía đông và đông nam Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO vào đầu tháng 1. Vị chuyên gia tin rằng việc này có thể do Nga cố ý gây ra hoặc là hệ quả từ các hoạt động quân sự của Nga. Các đơn vị tác chiến điện tử đã đóng vai trò then chốt trong nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine, làm thay đổi đường bay của các máy bay không người lái và tên lửa bằng cách gây nhiễu GPS và các tín hiệu điện tử khác cho phép chúng được dẫn đường đến mục tiêu. Những diễn biến gần đây ở Ukraine cho thấy cuộc chiến trên mặt trận này giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Ngày mùng 5 tháng 4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố nước này sẽ đình chỉ việc tham gia hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE, vốn từng là học thuyết an ninh quan trọng của lục địa già. Tổng thống Lukashenko đã đưa ra dự luật kêu gọi Quốc hội Belarus thông qua nghị quyết đình chỉ tham gia CFE. Hiệp ước được ký năm 1990 đặt ra giới hạn về số lượng xe tăng, phương tiện chiến đấu, máy bay chiến đấu và pháo hạng nặng có thể được triển khai ở châu Âu. CFE nhằm duy trì thế cân bằng quân sự giữa phương Tây và các quốc gia là thành viên của khối hiệp ước Warsaw thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Nga đã rút hoàn toàn khỏi CFE từ năm 2023 và các quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ký kết hiệp ước này đã phản ứng bằng cách đình chỉ tham gia. Thông qua quyết định đứng ngoài CFE, Belarus có thể mở rộng năng lực của quân đội nước này. Nhà phân tích quân sự người Belarus Alexander Lý giải, quyết định đình chỉ tham gia hiệp ước CFE của Belarus ảnh hưởng đến cán cân quyền lực và an ninh trên toàn khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời gửi tín hiệu đến các nước phương Tây rằng Minsk có ý định trở thành chủ thể quân sự tích cực trong khu vực. Belarus sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga cùng với tên lửa và quân đội đất nước này đã được moscow sử dụng làm điểm tập trung đưa quân vào ukraine song các lực lượng của belarus vẫn chưa tham gia cuộc xung đột đến nay đã bước sang năm thứ ba này đầu tháng này belarus đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với ukraine và các quốc gia thành viên liên minh châu âu eu là litva và ba lan hãng tin bnta dẫn tuyên bố của ông lukashenko trong chuyến đi đến vùng gomen rằng Đừng tin những người nói rằng chúng tôi muốn giao tranh, chúng tôi đang chuẩn bị cho xung đột xảy ra, không nên giấu giếm điều đó. Không phải tôi là người đầu tiên nói, nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Đây là một câu nói rất chính xác cho đến ngày nay. Theo tổng thống Belarus, nước này đang huấn luyện lực lượng vũ trang cần thiết, đồng thời cung cấp cho quân đội nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự. Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh, chúng tôi không đe dọa ai, chúng tôi không muốn đất của người khác. Trên thực tế, chúng tôi cầu nguyện Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh để canh tác trên mảnh đất mà chúng tôi đã có. Ông Lukashenko lưu ý, trước đó tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ông nhấn mạnh nước này sẵn sàng trước một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Ngoài ra Belarus tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực biên giới với Ukraina và các quốc gia thành viên liên minh châu Âu EU là Litva và Ba Lan. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận diễn ra trong 3 ngày ở khu vực Gomen và Grodno vào lúc mối quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng phương Tây và Ukraine ngày càng xấu đi. Trong cuộc tập trận, các sĩ quan và lực lượng bảo vệ lãnh thổ sẽ được huấn luyện về cách bảo vệ các khu vực họ phụ trách. Ngoài ra, các sĩ quan và binh sĩ cũng được huấn luyện cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật. Các cuộc tập trận đang được tiến hành dưới sự giám sát của chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo của lực lượng vũ trang Belarus. Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga quan hệ của nước này với các nước phương Tây đã xấu đi trong vài năm qua, nhất là sau khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Hôm mùng 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Le đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Theo thông báo của Pháp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến chống các phần tử cực đoan. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Pháp đang tích cực chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic diễn ra ở Paris vào mùa hè năm nay. Trong khi đó, phía Nga đưa thông tin về việc đã cảnh báo trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ rằng Moscow hy vọng cơ quan an ninh Pháp không liên quan đến vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 3. Ông Macron nói với các phóng viên, phía Nga đưa ra bình luận như vậy thật kỳ lạ và mang tính đe dọa. Ông cho biết nghi vấn cơ quan an ninh Pháp có liên quan vụ việc ở Moscow là điều hoang đường. Ông Macron nói, tôi đã yêu cầu thảo luận với phía Nga để bày tỏ thông điệp đoàn kết và vì chúng tôi có thông tin hữu ích, thông tin mà tôi sẽ không tiết lộ ở đây về nguồn gốc và tổ chức đứng sau cuộc tấn công này. Ông Macron nói thêm, thật vô lý khi nói rằng Pháp có thể đứng sau vụ việc hay Ukraina đứng sau. Điều đó không hề liên quan đến thực tế, đó là thông tin sai lệch. Một số nhà quan sát coi cuộc điện đàm đầu tiên giữa Nga và Pháp ở cấp bộ trưởng quốc phòng là một sự thay đổi trong chiến lược đối với ông Macron. Trong vài tháng gần đây, tổng thống Pháp đã liên tục đưa ra các quan điểm cứng rắn hơn với Nga. Hôm mùng 4 tháng 4, Ông Macron nói liên lạc với Nga phục vụ mục đích chống cực đoan là cần thiết. Ông Macron nói, chúng tôi sẽ hợp tác với tất cả các bên bị ảnh hưởng bởi các nhóm cực đoan. Khi chúng tôi có thông tin, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ. Về xung đột của Nga với Ukraine, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Seyounet phát biểu tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc nên thuyết phục Nga. Tờ Politico dẫn lời ông Szyone nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cho rằng chính phủ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các bên tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm chủ quyền của Ukraine. Do đó, theo ông Chezune, Pháp mong đợi Trung Quốc sẽ gửi những thông điệp rất rõ ràng tới Nga. Bình luận của ông Cheyone được đưa ra trong buổi hội đàm với ông Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm đầu tháng, giữa bối cảnh Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào đầu tháng 5. Trung Quốc thể hiện mình là bên trung lập trong xung đột Nga-Ukraine và không chỉ trích Nga về các hoạt động ở Ukraine. Trung Quốc cũng muốn châu Âu để Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình trong tương lai. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đang đạt được những bước tiến lớn theo hướng Nam Donetsk. Trực thăng tấn công của không quân Nga đã liên tiếp dội hỏa lực vào thành trì, cũng như các nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Nam Donetsk. Nhóm tấn công này bao gồm trực thăng cá sấu K-52 Alicato, thợ săn đêm Mi-28 và trực thăng đa nhiệm Mi-8. Họ được hỗ trợ bởi các nhóm tìm kiếm, cứu hộ và yểm trợ hỏa lực. Trong khi đó, tờ Ivestia, dẫn lời người đứng đầu trung tâm báo chí của cánh quân Vostok Nga, Alexander Godeev cho biết thêm một diễn biến quan trọng khác. Các đợt không kích từ máy bay ném bom và pháo binh, hệ thống phun lửa hạng nặng đã đánh trúng các pháo đài và nơi tập trung quân lực của lữ đoàn Tổng thống số 1 và lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 128, lực lượng vũ trang Utena ở các khu vực Staromaioske Urohaine và Vinipole. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Igor Konashenkov cho biết trên hướng Adipka các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm đã giải phóng ngôi làng đông dân cư Vodiane ở Donetsk và tiếp tục tiến vào sâu hàng phòng ngự của Ukraine, cũng như chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn. Một quan chức cho biết quân đội nước này đã tiến vào vùng ngoại ô Chasovia, một thành phố chiến lược cách Bắc Mút mà Nga gọi là Atimov gần 7 km về phía Tây. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bằng súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về nhân sự và khí tài đối với 6 lữ đoàn Ukraine ở Adipka và đẩy lùi chín cuộc phản công của đối phương tổn thất về vũ khí của Ukraine ở khu vực lên tới 3 xe tăng, 15 thiết giáp, 23 xe cơ giới và 19 khẩu pháo dã chiến. Theo nhà phân tích quân sự Nga Sergei Puletaev, vị trí địa lý của thành phố khiến cha trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược. Nó cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính hàng km. Thành phố cha vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Về phần mình, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình chiến trường gần sụp ra rất căng thẳng, nhưng phủ nhận những bước tiến của phía Nga. Theo Reuters, quân phòng thủ Ukraine đang cố gắng tấn công, nhưng họ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo, trong khi gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị kẹt ở quốc hội trong nhiều tháng. Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên không và trên bộ tầm xa, có độ chính xác cao cũng như các máy bay không người lái UAV nhằm đáp trả Kiev, âm mưu phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng của Nga. Sự việc hôm 5 tháng 4 là lần thứ hai Ukraine tố Nga tiến hành tập kích kép vào lãnh thổ nước này trong 48 giờ. Ông Sini Ehubov, tỉnh trưởng Kharkov cho biết, Nga sáng 4 tháng 4 đã triển khai UAV nhắm vào một tòa nhà cao tầng ở quận Novo Bavarsky khiến công trình này bị hư hại. Sau khi lực lượng cứu hộ được điều tới hiện trường, lực lượng Nga tiếp tục tấn công tòa nhà này một lần nữa. Tờ Kiev Post của Ukraine cho rằng tập kích kép là chiến thuật bất hợp pháp do đòn đánh thứ hai chủ đích nhắm vào lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường sau cuộc tấn công thứ nhất, vi phạm Công ước Geneva về bảo hộ dân thường trong xung đột. Những mục tiêu nhắm bắn của quân đội Nga gồm các cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine cũng như các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Quân sự Công nghiệp các hệ thống phòng không, kho vũ khí, kho nhiên liệu, địa điểm triển khai tạm thời cho các đơn vị Ukraine và lính quân sự từ nhân nước ngoài. Quân đội Nga khẳng định đã thực hiện thành công chiến dịch tập kích trả đũa này. Cùng thời gian, các lực lượng Moscow đã đẩy lui 15 cuộc phản kích của Ukraine ở Donetsk cũng như giành quyền kiểm soát làng Vodiane trong khu vực Adipka. Trong khi đó ở chiều đối diện các lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn chặn thành công một tên lửa dẫn đường tấn công vùng miền Nam Odessa do quân đội Nga phóng từ một máy bay chiến thuật ở khu vực biển Đen. Theo báo Prada của Ukraine, sóng nổ cùng các mảnh vỡ của tên lửa bị phá hủy đã rơi xuống, làm vỡ kính của các cơ sở kinh doanh tại khu vực ven biển Odessa. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào trong sự cố. Nga gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV, tên lửa vào các mục tiêu nằm sâu ở lãnh thổ Ukraine. Giới chuyên gia nhận định, Moscow đang áp dụng chiến thuật dương đông kích tây, gây sức ép lên hậu phương Ukraine để buộc nước này phải rút các hệ thống phòng không về bảo vệ, tạo điều kiện để không quân Nga có thể tự do hoạt động hơn trên tiền tuyến. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin hôm 5 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov kêu gọi Washington và các đồng minh chuyển giao cho Kiev thêm hệ thống phòng không, đạn tên lửa để đối phó với các cuộc tập kích của Nga. Giới chức Ukraine ngày 5 tháng 4 cảnh báo rằng một thị trấn tiền tuyến quan trọng đang hứng chịu hỏa lực liên tục từ cuộc tấn công của quân đội Nga. Thị trấn Chasovza của Ukraine ở khu vực Donetsk dường như là mục tiêu chính tiếp theo của Nga. AFP dẫn lời quan chức đứng đầu cơ quan quân sự Chasovza, Sergei Chaos, thị trấn đã trở nên nguy hiểm hơn nếu trước đây có những khoảnh khắc bạn có thể nghe thấy sự im lặng trong thị trấn, thì bây giờ không còn nữa. Bom đạn rền vang liên tục. Các blogger quân sự Ukraine và Nga đều cho biết quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô thị trấn. Ông Charles từ chối bình luận về những thông tin đó, đồng thời cho biết có khoảng 770 người vẫn sống ở Chasovia, dù không còn tòa nhà nào nguyên vẹn. Xa hơn về phía Nam, quân đội Nga ngày 5 tháng 4 cho biết đã giành quyền kiểm soát ngôi làng nhỏ Vodiane ở gần thành phố Donetsk. Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin này. Còn theo Jan cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng cho biết hôm ngày 5 tháng 4, vị trí của chúng tôi hiện cách trái khoảng ra khoảng 500 mét. Về cơ bản, lực lượng Nga đã có mặt tại khu vực ngoại ô thành phố. Sergei Puletaev, nhà phân tích chính trị và quân sự, nói với Sputnik rằng trái sộp ra đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt quyền kiểm soát của Ukraine đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, được Nga tuyên bố sắp nhập vào năm 2022. Theo cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Kimakovsky, Thành phố Chasovka vốn là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Ukraine sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Chasovka nằm trên một ngọn đồi cách Bắc Mút gần 7 km về phía Tây, nơi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Phía bên kia Chasovka là Konstantinovka, Karamatos và Slavian. Theo nhà phân tích quân sự Sergei Puletaev, vị trí địa lý của Chasovka khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược đó là thành phố này cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính nhiều km. Ông Politaev nói, bên nào kiểm soát trái ra sẽ nhận được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Do vậy rất khó để giành được thành phố này. Đây là một trung tâm phòng thủ, bất kỳ bên nào kiểm soát trái ra sẽ thực hiện sự kiểm soát mọi thứ, bao gồm toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Donetsk. Chuyên gia Politaev lưu ý rằng, hiện tại, khu vực Slavian Kramato, một dãy thành phố kéo dài vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Những thành phố này là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích quân sự Nga cho biết, để giành quyền kiểm soát Donbass, Nga cần phải giành được ra. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc. Ngoại trừ kế hoạch quân sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Nga vẫn chưa tiến hành các hoạt động chiến lược có quy mô như vậy. Vì vậy, cần tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là kiểm soát cha sụp ra. Tướng về hưu Serhiy Karivonot của lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2 tháng 4 thừa nhận rằng tình hình đã trở nên cực kỳ khó khăn và nguy hiểm đối với quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Chasovka. Ông Karivonot nhấn mạnh, quân đội Nga cũng đang nhanh chóng tiến quân theo các hướng khác, trong khi quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất. Lữ đoàn cơ giới số 28 Ukraine vừa qua đăng video triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV, tập kích ngôi nhà mà binh sĩ Nga kiểm soát tại khu vực dường như là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng này đang tác chiến. Video được quay từ camera của chiếc drone FPV cho thấy thiết bị này di chuyển về hướng ngôi nhà rồi lao vào qua cửa sổ trước khi kích nổ và mất tín hiệu. Nửa sau video là hình ảnh quay từ góc độ khác về vụ tập kích cho thấy chiếc drone đã biến ngôi nhà thành đống sắt vụn. Tài khoản Telegram của Lữ đoàn 28 bình luận cứ điểm của đối phương đã bị phá hủy bởi drone FPV có sức công phá lớn, không rõ thiệt hại cụ thể của lực lượng Nga sau sự việc. Dựa vào video do Lữ đoàn 28 đăng, giới chuyên gia nhận định lực lượng này đã sử dụng drone FPV gắn đầu đạn nhiệt áp trong vụ tập kích. Thời gian gần đây, binh sĩ Ukraine đang dùng FPV mang đạn nhiệt áp cỡ lớn hơn để tập kích các tòa nhà và công sự của Nga. UAV có thể bay qua cửa sổ vào bên trong hoặc dùng đạn thường phá nóc công trình rồi thả hoặc cho phương tiện mang đạn nhiệt áp lao qua lỗ hồng. Biên tập viên David Hamlin của Forbes nhận xét đạn nhiệt áp cho phép người điều khiển FPV nhắm mục tiêu hiệu quả nhằm vào từng binh sĩ của đối phương dù họ đang ẩn náu trong các tòa nhà hay công sự bất cứ lực lượng quân đội nào đang cố thủ trong khu vực hoạt động của FPV mang đạn nhiệt áp đều gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây không đề cập đến khả năng Nga áp dụng chiến thuật UAV mang đạn nhiệt áp tấn công đối phương như Ukraine đang thực hiện. Biên tập viên Hàm thừa nhận, Nga đang tăng tốc chế tạo UAV, FPV và trang bị đạn nhiệt áp cho nhiều phương tiện. Trong khi đó, ở chiều đối diện, quân đội Nga vừa qua lại một lần nữa sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Sonsepiuk để gây thiệt hại lớn cho phía Ukraine ở bờ tây sông nhằm gây bất ngờ cho Ukraine, các đơn vị nhiệt áp TOS-1A của Nga đã cố gắng di chuyển bí mật vào các hỏa điểm rồi bất thần chút lượng lớn các quả phóng phản lực chết người lên mục tiêu đối phương vào giữa đêm. Toàn bộ quy trình tấn công bằng TOS-1A đã được video clip của Bộ Quốc phòng Nga ghi lại. Đầu tiên, quân nhân Nga nạp đạn vào các ống phóng TOS-1A. Bệ phóng này có giáp lồng ở phía trên và được đặt trên một khung xe thiết giáp có đánh xích. Xe TOS-1A bí mật di chuyển vào tuyến bắn rồi bất thình đình khai hỏa giữa đêm. Rocket phóng lên vun vút, thắp sáng cả một vùng. Camera nhìn đêm sau đó ghi lại cảnh pháo nhiệt áp rơi như chút xuống mục tiêu Ukraine. Khói đen từ các vụ nổ kế tiếp chùm kín một khu vực bên hữu ngạn sông Dnep. Với uy lực như trên, hệ thống TOS-1A còn được gọi bằng biệt danh hỏa thần nhiệt áp. Vũ khí nhiệt áp đã nhiều lần được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine có thể tạo ra những vụ nổ có sức công phá lớn hơn một số loại vũ khí truyền thống nhờ cơ chế hai liều nổ khi quả đạn chạm mục tiêu, liều nổ thứ nhất sẽ được kích hoạt và phát tán rộng một hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy có dạng đám mây. Liều nổ thứ hai sẽ kích nổ đám mây, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, sóng xung kích và vùng chân không có khả năng hút cạn khí oxy ở xung quanh. Cơ chế này khiến uy lực của đạn nhiệt áp tăng lên khi phát nổ trong môi trường kín như tòa nhà, bong ke hay chiến hào. Bộ Quốc phòng Anh từng nhận định các loại vũ khí nhiệt áp có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến những người chịu ảnh hưởng của vụ nổ thiệt mạng vì bị bỏng và tổn thương nghiêm trọng cơ quan nội tạng. Ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga bổ nhiệm thông báo, máy bay không người lái UAV chiến đấu của lực lượng Ukraine gần đây liên tục xuất hiện ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhiều vụ tập kích được ghi nhận ở cảng bốc dỡ hàng và trạm cấp khí nitơ oxy số 2 trong ngày 5 tháng 4. Giới chức nhà máy khẳng định cơ sở hạ tầng chủ chốt tại đây không bị hư hại và các hệ thống vẫn hoạt động bình thường, không gặp tình trạng gián đoạn, thông báo có đoạn. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng tập kích nhà máy và hạ tầng phụ trợ là hành động không thể chấp nhận, ảnh hưởng tới hoạt động an toàn của lò phản ứng hạt nhân và có nguy cơ dẫn tới những hậu quả thảm khốc, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow từng yêu cầu Kiev và phương Tây không tìm cách tấn công hoặc gây bất ổn tình hình ở nhà máy Zaporizhia, đồng thời kêu gọi các chuyên gia cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ghi lại bằng chứng về những cuộc tập kích do Ukraine tiến hành. Phía Nga trước đó cũng thực hiện một cuộc không kích đã làm hư hại hai đường dây cung cấp điện cho nhà máy điện Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Theo hãng tin AFP, cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu này đã rơi vào tay Nga từ những ngày đầu khi chiến sự ở Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, nhà máy điện này vẫn được các đường dây truyền tải điện của Ukraine cung cấp năng lượng. Trong trường hợp đường dây truyền tải điện cuối cùng bị cắt, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Energatom cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ đứng trước nguy cơ của một đợt mất điện khác, vi phạm nghiêm trọng các điều kiện vận hành an toàn của nhà máy. Kể từ đầu xung đột, nhà máy điện Zaporizhia đã nhiều lần mất điện và phải sử dụng đến các máy phát điện diesel khẩn cấp cùng các hệ thống an toàn. Theo Energoatom, nhà máy Zaporizhia mất điện cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro về sự cố hạt nhân và phóng xạ. Ở diễn biến khác, sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra tại Bruxelles, Bỉ, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Ông Blinken nhấn mạnh Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh là giúp xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên đó và tạo ra một con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước. Trước tình hình này, tỷ phú Elon Musk tin rằng cam kết của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO giống như một cảnh trong bộ phim về ngày tận thế hạt nhân. Theo đó, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk bình luận trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter hôm 5 tháng 4 rằng đây thực sự là cách bộ phim về ngày tận thế hạt nhân bắt đầu đăng kèm bài đăng của ông Musk là đường dẫn phim The Day After, tạm dịch ngày tàn sau đó của Mỹ, chiếu năm 1983, trong đó có cảnh quay về kịch bản chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ. Ngày tận thế hạt nhân, Nuclear Apocalypse, hay còn gọi là thảm sát hạt nhân, là kịch bản lý thuyết, trong đó việc sử dụng hàng loạt vũ khí hạt nhân dẫn đến sự tàn phá và bụi phóng xạ trên diện rộng. Theo kịch bản này, phần lớn trái đất sẽ trở thành nơi không thể sống được do ảnh hưởng của chiến tranh hạt nhân, có khả năng khiến nền văn minh sụp đổ và chấm dứt hầu hết sự sống trên trái đất. Ông Elon Musk đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tháng 10 năm 2023, tỷ phú công nghệ này cho rằng xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas làm tăng nguy cơ xảy ra Thế chiến 3. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022 và được đảm bảo tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023 rằng Kiev sẽ được kết nạp nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, không có thời gian cụ thể được đưa ra cho việc kết nạp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, ukraine sẽ trở thành thành viên nato nhưng không biết khi nào điều đó sẽ diễn ra theo đó ukraine sẽ không thể gia nhập nato trong lúc vẫn còn xung đột tổng thống nga vladimir putin nói nếu lợi ích an ninh của nga được tôn trọng hậu chiến tranh lạnh thì đã có thể tránh được cuộc xung đột hiện tại với ukraine chúng tôi không tiến đến gần các quốc gia thành viên nato chính họ đã đến gần chúng tôi hơn chúng tôi cũng không tìm cách đến gần biên giới nước mỹ ông putin nhấn mạnh gần đây theo ông putin nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong của nước nga bị đe dọa Vừa qua, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một cố vấn cho người đứng đầu khu vực do Nga bổ nhiệm. Ông Yan Gagin nói rằng lực lượng Nga đang ở ngoài Ochashovya, một thị trấn ở vùng Donetsk Đô phía đông Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phủ nhận việc này, nhưng cho biết đã xảy ra giao tranh dữ dội trong khu vực. Ông Andriy Zadubini, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine, nói với Reuters rằng tình hình ở ngoài Ochashovya rất khó khăn, giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng quân đội Nga không có mặt ở đó. Đừng tin vào báo cáo của Nga. Trong khi đó, ông Gagin lưu ý rằng phía Ukraine đã xây dựng các công trình phòng thủ quan trọng trong thành phố trong năm qua và ở đây đã bị gài mìn. Cuộc tiến công của Nga gặp phải hỏa lực phản pháo dữ dội và còn bị trúng bẫy mìn. Theo báo cáo của Ivestia, những ngày qua, quân đội Nga triển khai nhiều đợt tấn công ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và đã đạt được những thành công đáng kể ở khu vực Chashovya. Quân đội Nga cũng đã đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi bốc Danuka. Kết quả này của lực lượng Nga đã mở ra những cơ hội mới để tiếp tục tiến công theo các hướng thành phố trọng điểm Slaviyas và Kramatos. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến xung đột ở Donbass. Hiện tại, các hoạt động quân sự đang tập trung vào thành phố Soleda, nơi đang diễn ra các cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái FPV. Người dân địa phương đã được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài trời vào ban ngày để giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Để hỗ trợ cho các đơn vị tấn công, pháo binh đã được triển khai, đặc biệt pháo D-30 đã được sử dụng để tấn công chính xác vào vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông tin ngắn gọn về tình hình hoạt động tại khu vực diễn ra kế hoạch quân sự ở Ukraine. Chỉ trong tháng 3, lực lượng Nga đã kiểm soát 5 khu định cư, gồm Nevenskoye, Olovka, Tonenkoye, Krasnoye ở hướng Donetsk và Mianoye ở vùng Zaporizhia. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giành chỗ đứng ở một số hướng nhất định, nhưng tất cả đều không thành công. Các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục di chuyển vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí của họ. Cường độ và số lượng của các cuộc tấn công gần đây của Nga là hồi chuông cảnh báo đối với quân đội Kiev rằng Điện Kremlin đã nắm được những thông tin tình báo quan trọng và thay đổi chiến thuật để phù hợp với tình hình chiến sự. Nga rõ ràng cũng đã học được cách khai thác những lỗ hồng trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong cuộc không kích vào hôm 22 tháng 3 nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Nga đã tung ra 60 máy bay không người lái và phóng 90 tên lửa vào Ukraine. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột nga ukraina bùng nổ vào năm 2022. Cuộc tấn công đã khiến 1,9 triệu người Ukraine không có điện và phần lớn lãnh thổ nước này chìm trong bóng tối. Mới đây, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào một cơ sở năng lượng ở Kharkov, giáp biên giới Nga đã đẩy 350.000 người vào bóng tối. Tới thăm cơ sở năng lượng bị bắn phá, ông Maxim Timchenko, giám đốc điều hành của Dertek, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, Tôi chưa bao giờ chứng kiến mức độ tàn phá như thế này ở một nhà máy điện và thật không may là nó đã xảy ra với chúng tôi. Ông ước tính công ty có thể khôi phục một nửa số thiết bị bị hư hỏng trong vòng 2 đến 3 tháng. Các quan chức Ukraine đang thảo luận các giải pháp nhằm bảo vệ các nhà máy điện. Một trong những giải pháp được đưa ra là tách các nhà máy lớn thành các cơ sở nhỏ hơn, qua đó giảm khả năng bị phát hiện và tấn công từ trên cao. Nga thường phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong những tháng mùa đông khi nhu cầu về nhiệt năng đạt mức tối đa. Ông Alexander Khachenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng tại Kiev cho biết, chiến dịch mùa xuân cho thấy Nga đang bị chậm tiến độ trong việc triển khai các chiến thuật mới. Ông Khachenko nói, tôi chắc chắn rằng họ đã muốn làm điều này một tháng trước đó. Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 3 tháng cuối năm ngoái khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, nhưng lưới điện cao thế đã được chuẩn bị sẵn sàng để chống chọi với các cuộc tấn công và những địa điểm bị hư hại đã nhanh chóng được sửa chữa. Vào tháng 12, Nga thừa nhận rằng chiến thuật cũ không còn hiệu quả. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng cho rằng quân đội Nga dường như đã biết mọi thứ về tình trạng hiện tại của nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cả hệ thống phòng thủ của Ukraine. Khi các mục tiêu đã được chọn, Nga sẽ tấn công chúng bằng tên lửa với quy mô chưa từng có. Ông Khachenko cho biết, khi đã khóa được mục tiêu, Nga sẽ tấn công dồn dập nếu trước đây họ phóng 3 máy bay không người lái và phóng 2 tên lửa vào mỗi mục tiêu thì bây giờ con số ấy đã tăng lên gấp 3. Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng, Ukraine đã mất tới 15% sản lượng điện. Điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine không thể đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho người dân trong những tháng hè cao điểm là tháng 7 và tháng 8 trong bối cảnh nhân lực và trang thiết bị cạn kiệt nghiêm trọng do cuộc phản công thất bại ukraine đang phải nỗ lực phòng thủ nhằm kìm hãm bước tiến của nga và ngăn đối phương đạt được những bước đột phá lớn về phần mình nga vẫn chưa giải quyết được thách thức lớn là xuyên thủng các tuyến phòng thủ của ukraine bằng xe bọc thép bởi kiev có thể nhanh chóng phát hiện và tấn công bằng máy bay không người lái tuy vậy nga đang từng bước tiến về phía trước bằng cách tận dụng ưu thế về nhân lực và đạn pháo để bóp nghẹt phòng tuyến của ukraine Đối với Ukraine, sự khan hiếm đạn dược, tên lửa và rocket đang cản trở nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn làn sóng xe bọc thép, quân đội và pháo binh của Nga. Kiev đã ứng biến bằng cách sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ để tấn công các đoàn xe bọc thép của đối phương, nhưng lực lượng mặt đất của Nga đã tìm mọi cách để vượt qua. Một quan chức an ninh của Ukraine cho biết họ đang ăn miếng trả miếng. Theo Newsweek, Ukraine gần đây tuyên bố đã chặn đứng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng, thiết giáp của Nga ở khu vực xung quanh Abdiyevka, mặt trận Donbass. Cụ thể, Ukraine vừa qua đăng tải hình ảnh mà họ mô tả là cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng của Nga trong 25 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 36 xe tăng và 12 thiết giáp từ trung đoàn xe tăng số 6 của quân đội Nga trong cuộc tấn công. Theo Newsweek, việc Nga mất quá nhiều xe tăng và thiết giáp trong một trận đánh lớn dường như cho thấy họ lặp lại sai lầm từng mắc phải trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Theo chuyên gia này, binh sĩ Nga dường như lo ngại về địa hình bùn lầy hoặc trận địa mìn của Ukraine. Việc Nga tập hợp một lực lượng đông đúc vào một khu vực dễ dàng trở thành mục tiêu mà Ukraine không thể bỏ lỡ. Theo Fox, Ukraine dường như đã thực hiện chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn thông qua xác định vị trí bằng UAV rồi tìm cách phá vỡ nhóm tấn công bằng pháo. Tuy nhiên, theo các sĩ quan quân đội cấp cao từng phục vụ dưới quyền tướng Valery Zaluzhny, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine rời ghế hồi tháng 2, tình thế của Ukraine hiện rất nghiệt ngã. Họ cho biết có nguy cơ rất lớn tiền tuyến Ukraine sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào mà quân đội Nga quyết định tập trung tấn công. Hơn nữa, nhờ quân số vượt trội và áp dụng chiến thuật bào mòn sinh lực địch suốt thời gian qua, Nga hoàn toàn đủ khả năng đột phá tiền tuyến Ukraine và đánh sập nó ở nhiều khu vực. Một nguồn tin quân sự hàng đầu Ukraine nhấn mạnh, không gì giúp được Ukraine bây giờ vì không có công nghệ nào đủ sức bù đắp sức mạnh cho chúng tôi trước quân số lớn của Nga. Chúng tôi không nắm những công nghệ đó và phương Tây cũng không cung cấp đủ số lượng. Theo ông, Ukraine giờ đây chỉ có thể dựa vào sức kháng cự của chính mình và sai sót của các chỉ huy Nga để thay đổi tình thế. Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống ukraine zelensky cho rằng thời điểm quan trọng đang đến với ukraine yamak nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo politico phiên bản châu âu tôi thực sự hy vọng rằng gói viện trợ của mỹ sẽ được phê duyệt trong tháng này bởi vì ukraine đang đến gần một thời điểm quan trọng chúng tôi vẫn rất cần các hệ thống phòng không bổ sung vì nếu không có chúng thì không thể bảo vệ các thành phố của chúng tôi vấn đề đối với chúng tôi là thời gian tôi muốn nhấn mạnh rằng bây giờ là thời điểm quan trọng điều rất quan trọng là gói hàng phải được thông qua trong tháng này Trước đó, chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp sẽ có thể bắt đầu xem xét một dự luật hỗ trợ Kiev. Sau khi trở về từ kỳ nghỉ vào ngày 9 tháng 4, theo ông, tài liệu sẽ chứa đựng những khái niệm và cách tiếp cận mới, đặc biệt quy định về tịch thu tài sản phong tỏa của Nga có thể xuất hiện. Người ta tin rằng ông Johnson có nguy cơ bị buộc phải rời chức vụ nếu dự luật được đưa ra biểu quyết bởi các đảng viên không hài lòng với việc hỗ trợ Ukraine về mặt nguyên tắc. Phe dân chủ thiểu số tại Hạ viện đang ám chỉ rằng họ sẵn sàng hỗ trợ ông trong trường hợp này trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian các quan chức ukraine đều đã thẳng thắn thừa nhận về tình hình quân sự của kiev trên chiến trường chuẩn tướng của cơ quan tình báo quân sự ukraine gur dmitry timkov nói nếu phương tây muốn chúng tôi giành chiến thắng chúng tôi cần được viện trợ đầy đủ thiếu tướng vadim skibiski phó giám đốc gur đánh giá rằng một chiến thắng trên chiến trường như mong muốn của ukraine vào lúc này là không thể ông skibiski nói đối mặt với nhiều thất bại cơ quan này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các quan chức của cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Điều này mâu thuẫn với những tuyên bố công khai của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, SBU nói rằng các đặc vụ của mình chịu trách nhiệm về các hoạt động này. Theo Guardian, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào cầu Crimea trong tương lai gần. Nguồn tin tình báo Ukraine cho hay Chúng tôi sẽ làm điều đó trong nửa đầu năm 2024. Hiện chưa rõ chi tiết kế hoạch của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ cầu Crimea. Gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 và hệ thống pháo phòng không Pasha S-1 để bảo vệ cầu Crimea trước các cuộc tấn công từ Ukraine. Hãng tin Reuters đưa tin vừa qua phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp với trưởng các phái đoàn ngoại giao tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình hợp lý nhất cho đến nay để giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov nói, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đề xuất của Trung Quốc dựa trên phân tích nguồn gốc của những gì đang xảy ra và sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc dễ này. Đề xuất này cũng được trình bày rất lô dích từ tổng thể đến cụ thể. Theo Ngoại trưởng Lavrov, đề xuất của Trung Quốc từng bị chỉ trích là mơ hồ, nhưng Nga cho rằng đây là một kế hoạch hợp lý để các bên cùng thảo luận. Ông đồng thời nhấn mạnh đàm phán hòa bình với Ukraine chỉ có thể diễn ra dựa trên thực tế mới về lãnh thổ cũng như việc đảm bảo lợi ích an ninh của Nga. Ông Lavrov dự định sẽ sớm gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thời gian tới. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước cũng từng tiết lộ ông sẽ cân nhắc việc tới Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ 6 năm mới của mình. Cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hòa bình. Đề xuất này được Nga đón nhận nồng nhiệt, nhưng các quốc gia phương Tây lại tỏ ra không mặn mà. Kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất gồm 12 điểm như sau. Tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, bảo vệ người dân và các tù binh chiến tranh, giữ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm các rủi ro chiến lược, tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc, chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương và thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Vào thời điểm đó, theo các nhà phân tích, kế hoạch của Trung Quốc dường như có rất ít cơ hội thành công do Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Nga rời khỏi biên giới, trong khi Moscow không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng hoạt động quân sự trong thời gian tới. Ngoài ra, Ukraine cũng muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình gồm 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Tổng thống Zelensky trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 cũng đã lên tiếng bác bỏ mọi ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Ông cho rằng đây sẽ là một cơ hội mới cho Nga để khôi phục khả năng chiến đấu sản xuất vũ khí cũng như đạn dược. Ông Zelensky nói, đối với ông Putin, lệnh ngừng bắn sẽ là một cơ hội mới. Đây không phải là các cuộc đàm phán hòa bình mà là một cách để Nga khôi phục khả năng chiến đấu của quân đội và đào tạo lính nghĩa vụ trẻ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraina vẫn bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch hòa bình và có thể được soạn thảo trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp diễn ra ở Thụy Sĩ. Các quốc gia ủng hộ kế hoạch này sau đó có thể giao nó cho các đại diện Nga. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov ngày 3 tháng 4 cho hay Ukraine đang muốn chế tạo UAV đánh chặn để hạ gục các UAV giám sát của Nga, đặc biệt là máy bay không người lái Orlan, Supercam và Zala. Thay mặt Brave 1, một kế hoạch đổi mới quốc phòng do chính phủ Ukraine hỗ trợ, ông Fedorov đã kêu gọi các kỹ sư trợ giúp phát triển loại máy bay đánh chặn như vậy. Ông cho biết máy bay đánh chặn cần có khả năng bay với tốc độ 150 km h và hoạt động ở tầm cao lên tới 1.500m. Nó có thể nhận được thông tin sơ bộ về mục tiêu, nhanh chóng cất cánh và xác định vị trí mục tiêu, sau đó loại bỏ UAV của đối phương. Ông Fedorov giải thích rằng hệ thống này sẽ cung cấp cho Ukraine một công cụ rẻ hơn để đối phó với các UAV trinh sát hoạt động như đôi mắt cho pháo binh, cũng như các loại UAV tấn công khác của Nga. Lời kêu gọi của ông Fedorov được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không và phải bảo toàn nguồn dự trữ để chống lại các loại đạn dẫn đường chính xác chẳng hạn như tên lửa cùng các uav tấn công của nga nga đã gia tăng cường độ và tần suất các cuộc tập kích bằng tên lửa và uav vào các thành phố của ukraine trong những tháng gần đây ukraine phải phân tán các hệ thống phòng không dọc tiên tuyến và tập trung vào các trung tâm dân cư tình hình này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi kiev không nhận được thêm viện trợ từ mỹ và phương tây theo ông fedorov UAV đánh chặn sẽ là lựa chọn rẻ hơn để bắn hạ UAV đối phương và Ukraine có thể bảo toàn tên lửa phòng không để đối phó các mối đe dọa khác và các mục tiêu có giá trị lớn hơn. Ukraine từ lâu đã ưu tiên phát triển các hệ thống không người lái và những phương tiện này đã đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột với Nga cho đến nay. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ukraine tìm cách phát triển phương tiện không người lái, có thể săn tìm và tiêu diệt các phương tiện không người lái khác. Sahet Hunter, một hệ thống phòng thủ chống UAV được mua bằng kinh phí từ nền tảng huy động vốn cộng đồng United24, có thể phóng các UAV đánh chặn có lưới hạng nặng để bắt UAV đối phương đang lao tới. Sau khi UAV mục tiêu lọt vào lưới, một chiếc dù sẽ bung ra để đưa nó từ từ đáp xuống đất, tránh gây ra các vụ nổ. Đoạn video về hoạt động của hệ thống Sahet Hunter có chú thích rằng Sahet Hunter đã đi săn. Hệ thống chống UAV này có thể phát hiện UAV đối phương gây nhiễu tín hiệu GPS, chặn các thiết bị trên bầu trời. Hãy để máy bay không người lái hoạt động và cuộc săn bắt đầu. Trên biển, đội tàu không người lái của Ukraine không ngừng hoạt động, thường xuyên gây hư hại, thậm chí đánh chìm các tàu chiến Nga. Trên bầu trời, cả Ukraine và Nga đều đang tiến hành một cuộc xung đột UAV căng thẳng, trong đó cả hai bên đều dựa vào máy bay không người lái để thu thập thông tin, tiến hành tấn công các vị trí của đối phương cuộc xung đột này còn có sự tham gia của các phương tiện tự động hay robot. Đoạn video về trận chiến gần Adipka gần đây cho thấy UAV dạng 4 cánh của Ukraine đã phá hủy robot chiến đấu mặt đất của Nga. Vừa qua, hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone, tại Cộng hòa Tatarstan, khu vực nằm sâu trong lòng lãnh thổ nước Nga và cách Ukraine hơn 1.100 km. Cụ thể, một số drone được cho của Ukraine đã tấn công các nhà máy ở hai thành phố Yalabuga và Nisnekam, thuộc Cộng hòa Tatarstan, cách thủ đô Moscow hơn 800 km về phía đông. Đài RBC đưa tin các vụ nổ được nghe thấy từ đặc khu kinh tế Alabuga. Trong khi đó, một số ký túc xá của một trường cao đẳng bách khoa tại Yalabuga bị hư hại, khiến các sinh viên phải sơ tán. Đây là lần đầu tiên nước Nga ghi nhận các vụ tấn công bằng drone nằm sâu bên trong lãnh thổ như vậy. Trước đó, Moscow được cho là khu vực sâu nhất trong lãnh thổ Nga bị drone tấn công, nhưng thủ đô Nga chỉ cách Ukraine hơn 500 km. Nga cho biết vụ tấn công xảy ra tại ký thúc xá thuộc đặc khu kinh tế Elabuga, thuộc cộng hòa Tatarstan, làm 13 người bị thương. nguồn tin tình báo ở Kiev cho biết trong vụ việc, Ukraine đã tấn công địa điểm được sử dụng để sản xuất UAV tầm xa của Nga. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay có cánh của Ukraine đã bay về phía khu công nghiệp trước khi phát nổ do va chạm. Sau khi đoạn video về cuộc tấn công được công bố, truyền thông Nga cho rằng đây có thể không phải là loại UAV thường được sử dụng để tấn công mục tiêu Nga, mà là máy bay hạng nhẹ Aeroprak A-22 Foxbat do Ukraine sản xuất. Aeroprak A-22 Foxbat có tầm hoạt động hơn 1.000 km, trọng lượng cất cánh tối đa 450 kg, máy bay đạt tốc độ tối đa 170 km một giờ, trần bay 4.000 m. Theo nhà phân tích quân sự người Ukraine, Oleksandr Kovalenko, Ukraine không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Không loại trừ khả năng Ukraine đã biến máy bay hạng nhẹ Aeropark A-22 Foxbat thành máy bay không người lái UAV. Cùng quan điểm, ông Yuri Yuriev, người sáng lập kiêm thiết kế trưởng của Aeropark, cho biết hình dáng của chiếc UAV trong vụ tấn công giống với A-22. Tuy nhiên, công ty không tham gia sản xuất UAV bởi họ không có kiến thức về sản xuất hệ thống điều khiển hoặc dẫn đường cho UAV. Ông Yuriev nhận định có thể ai đó đã sửa đổi một trong số gần 1.600 chiếc máy bay do Aeroprax sản xuất. Trong số này có 100 chiếc được bán ở Nga để sử dụng như UAV trước khi xung đột Ukraine bùng nổ. Một nhà phát triển máy bay tầm xa người Ukraine giấu tên cho rằng, xét về mặt công nghệ, việc biến một chiếc máy bay hạng nhẹ hoạt động như UAV sẽ không khó đối với các công ty sản xuất UAV. Ông nói thêm, do không phận Ukraine đã bị đóng cửa vì xung đột, điều này giúp việc mua máy bay hạng nhẹ đã qua sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Theo ông Samuel Bendet, tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, A-22 có thể là máy bay được sử dụng trong cuộc tấn công trung tâm công nghiệp ở Cộng hòa Tatarstan của Nga. Máy bay này có thể hoạt động tương đối xa nếu được tái trang bị đúng cách. Ông cho rằng khả năng Nga coi địa điểm này nằm ngoài tầm bắn của Ukraine, nhưng việc tại sao các nhân viên kiểm soát không lưu ở Nga lại bỏ qua chiếc máy bay cũng cần đặt nghi vấn. Ông Bendet lý giải, dường như việc sử dụng chiếc máy bay dân sự hạng nhẹ được chuyển đổi thành UAV đã cho phép máy bay đi được vào không phận Nga nó có thể trông giống như nhiều máy bay dân sự hạng nhẹ khác bay qua Nga. Ông Rob Lee, tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại nhận định, lý do để sử dụng máy bay thay vì UAV là vì nó có thể mang theo khối lượng lớn, đạn dược hoặc chất nổ. Cũng theo ông, Nga có thể sẽ cố gắng bảo vệ các cơ sở tốt hơn, nên buộc Ukraine phải thích ứng. Một tuyên bố chung đề cập đến việc tăng cường phòng không cho Ukraine đã được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp Đức Annalena Bierbock đưa ra sau cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine ở Bruxelles hôm 4 tháng 4. Ngoại trưởng Đức viết trên tài khoản X Twitter của mình. Tôi vừa nghe rõ ràng từ ông Dmitry Kuleba rằng Ukraine cần khẩn trương tăng cường phòng không. Bản thân tôi đã nhìn thấy ở Odessa và Kharkov, nhiều mạng sống đã được lực lượng phòng không cứu sống. Chúng tôi cùng nhau kêu gọi các đối tác ở châu Âu và trên toàn thế giới khẩn cấp cung cấp bất cứ thứ gì họ có thể cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không cho nước này. Trong một video, bà Bierbock đảm bảo rằng quân đồng minh hiểu nhu cầu cấp thiết về hệ thống phòng không của Ukraine và cũng đã nhận thấy dân thường Ukraine không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, Patriot phải được coi là hệ thống ưu tiên hàng đầu mà các đối tác có thể gửi tới Ukraine vì chúng có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cuối ngày 4 tháng 4 tại Bruxelles, ông Kuleba cũng đã nói chuyện với ông Anthony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, và yêu cầu Washington tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Ukraine tiếp cận Patriot để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của nước này. Mặc dù vậy, chính phủ Đức cho đến nay vẫn quyết liệt từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, bất chấp Kiev nhiều lần khẩn cầu. Được biết, Patriot là sản phẩm từ thời chiến tranh lạnh do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển với mục tiêu tạo ra vũ khí phòng không đa dụng và là đối trọng với họ tên lửa phòng không S300 của Liên Xô và Nga. Với sự lớn mạnh và mở rộng của khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tổ hợp tên lửa Patriot đã nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí phòng không phổ biến của khối quân sự này và các quốc gia đồng minh. Patriot hiện là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường BMD của Mỹ. Khác xa so với các tổ hợp tên lửa phòng không truyền thống trong nhiệm vụ phòng thủ tên lửa Patriot sử dụng nguyên tắc va chạm động năng thay vì nổ phá mảnh định hướng để phá hủy đầu đạn của đối phương. Đây là phương thức đánh chặn lợi dụng động năng mạnh mẽ của đầu đạn tên lửa để phá hủy tên lửa đạn đạo tấn công của đối phương ở pha tiếp cận. Tuy nhiên, vừa qua, Interfax dẫn lời tham mưu trưởng lực lượng Liên Hợp Nga tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine, tướng Alexei Kim thông báo Quân đội Nga chỉ trong một tuần đã tấn công chính xác vào các khu vực triển khai ba tổ hợp tên lửa phòng không Patriot trên lãnh thổ Ukraine. Quan chức quân đội Nga nêu: Ngoài ra, một xe pháo phản lực phóng loạt Vampire trên 10 hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược do nước ngoài sản xuất đã bị phá hủy. Cho biết thành công trên đạt được nhờ hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công của Nga. Ông Kim không nêu mức độ thiệt hại đối với các hệ thống Patriot Theo tờ Business Insider, biện pháp tăng cường bảo vệ tại thành phố cảng Novorossiysk ở phía tây nước Nga dường như dựa trên những nỗ lực trước đó ở Sevastopol, nơi tọa lạc của hạm đội Biển Đen và cũng thường xuyên phải chứng kiến các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Bản báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Anh nhận định do nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng tăng tại cảng truyền thống Sevastopol. Novorossiysk hiện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những tài sản quý giá nhất thuộc hạm đội Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Anh, họ đã xác định được 4 xà lan đặt ở lối vào cảng Novorossiysk nhằm tăng khả năng phòng thủ của cơ sở này trước các cuộc tấn công từ xuồng không người lái USV của Ukraine. Các hình ảnh vệ tinh được công ty Maxa Technologies chụp vào hôm 30 tháng 3 cho thấy dường như những xà lan đã xuất hiện ở lối vào cảng Novorossiysk. Các rào chắn cũng xuất hiện trong hình ảnh được tình báo Anh chia sẻ trước đó, cho thấy chúng đã tồn tại được ít nhất vài tuần. Brady Afrik, một nhà phân tích tình báo nguồn mở, tại Viện Doanh nghiệp Mỹ AEI nhận định việc Nga tăng cường an ninh tại cảng Novorossiysk chỉ diễn ra mới đây chứ không giống như Sevastopol, nơi hệ thống phòng thủ đã hiện diện kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ông Afrik cho biết, Nga đã đặt các xà lan và hệ thống phòng thủ nổi ở cả hai cảng Sevastopol và Novorossiysk. Ông Afrik nói thêm, Sevastopol còn được bảo vệ bằng lưới và cá heo đã được huấn luyện. Cụ thể, Hình ảnh vệ tinh chụp về lối vào vịnh Sevastopol đã cho thấy hệ thống phòng thủ nổi và lưới đã được lắp đặt tại khu vực này. Ông Afrik cho biết, mặc dù các hệ thống phòng thủ này có thể khiến Ukraine khó khăn khi tấn công các tàu chiến Nga trong cảng Sevastopol hoặc Novorossiysk bằng hạm đội USV phát nổ của họ, nhưng Kiev đã chứng minh được khả năng xác định vị trí và tấn công các tàu Nga bên ngoài cảng hoặc thay vào đó nhắm mục tiêu bằng tên lửa. Hồi giữa tháng 3, Kiev xác nhận họ đã phóng nhiều tên lửa vào Sevastopol trong đêm hôm trước, bắn trúng 4 tàu chiến Nga và nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau của hạm đội Biển Đen. Những tổn thất này đã khiến Điện Kremlin gần đây phải cải tổ bộ máy lãnh đạo hải quân của mình. Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga sergey Shoigu đã chính thức bổ nhiệm pháo đô đốc sergey Pinchak vào vị trí chỉ huy hạm đội Biển Đen, một động thái mà tình báo Anh cho rằng là kết quả của các cuộc tấn công bằng USV của Ukraine trong những tháng gần đây. Là chỉ huy mới của hạm đội Biển Đen, tướng Pinchak giờ đây phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trước mắt. Tình báo Anh nhận định, ông Pinchak có thể đã tìm cách cải thiện, tránh các đòn tấn công của Ukraine nhằm vào tàu Nga bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa và phòng thủ hơn nữa, bao gồm việc thu hẹp lối vào các cảng. Một cựu quân nhân Mỹ đang hỗ trợ lực lượng chiến đấu tại Ukraine cảnh báo tình trạng thiếu hụt đạn dược của Kiev sẽ cho phép Nga nhanh chóng tiến bước. Theo Business Insider, cựu quân nhân trên có biệt danh là Jacky đã tham gia hỗ trợ lực lượng chiến đấu ở Ukraine từ năm 2022. Với tư cách là người huấn luyện phục vụ trong lữ đoàn xung kích số 3, ông cho biết tình trạng thiếu đạn dược ngày càng trầm trọng của Ukraine kể từ khi viện trợ của Mỹ bị đình trệ đã mang lại cho Nga lợi thế lớn. Ông Jacky cho biết do Ukraine không có đủ đạn dược nên Nga có thể tự do chiếm ưu thế. Ông Jacky nói, Họ, tức là phía Nga, có thể tập hợp số lượng lớn pháo bắn trực tiếp vào bộ binh và thiết giáp của Ukraine. Các chuyên gia và giới tình báo phương Tây đánh giá, kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, Kiev thường ở thế bất lợi về vũ khí, đạn dược và lực lượng. Ông Jockey cho biết, quân đội Ukraine đã quen với việc có ít đạn pháo hơn Nga khi bước vào các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, việc thiếu thốn đạn dược nghiêm trọng hiện nay đã khiến tình hình của Ukraine ngày càng khó khăn hơn. Nga đã và đang tiến về phía trước, theo ông jockey trước khi tình trạng thiếu hụt thực sự bắt đầu ảnh hưởng nặng nề, Ukraine thường sử dụng các hệ thống pháo của mình để chế áp pháo binh Nga, cho phép lực lượng bộ binh chiếm ưu thế trước các lực lượng của Moscow, trong khi ít bị nhắm tới hơn. Ông Jocky cho rằng chỉ cần chế áp được pháo và các phương tiện bọc thép của Nga, thì cuộc xung đột sẽ trở thành giao tranh giữa bộ binh với bộ binh và Ukraine sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông giải thích rằng đạn pháo và tên lửa đã cạn kiệt đến mức Ukraine không thể dựa vào chiến thuật này một cách nhất quán. Khi Ukraine có đủ đạn dược, ông Jocky nói, chúng tôi có thể ngăn chặn pháo binh Nga. Nhưng một khi các hệ thống pháo của chúng tôi xuống gần con số 0, điều đó sẽ làm nghiêng hẳn lợi thế về phía Nga. Ông Jocky cho biết, quân đội Ukraine mặc dù dự trữ đạn pháo nhiều nhất có thể, nhưng có thể phải thay đổi một số mục tiêu vì chúng không đủ để tạo ra mối đe dọa trước mắt cho đối phương. Ông Jocky tiết lộ khi chiến đấu giành Abdiyevka vào đầu năm, một số đồng đội của ông đã trải qua những ngày biết rằng họ không có viên đạn nào có thể bắn. Nhà Trắng cho biết việc Ukraine phải rút lui mang đến thắng lợi lớn đầu tiên cho Nga sau nhiều tháng chính là do thiếu đạn dược. Nhà Trắng cũng đổ lỗi cho quốc hội vì đã không hành động, do đó quân đội Ukraine phải xoay vòng vũ khí. Ông Jackie cũng đồng ý với quan điểm trên và nói rằng việc thiếu đạn dược chính là lý do Ukraine phải rút khỏi Abdiyevka. Lữ đoàn của ông Jockey hiện đang đóng quân trong khu vực và tình trạng thiếu hụt đạn dược vẫn tiếp diễn. Các nước châu Âu đang giúp đỡ Ukraine, nhưng nhiều nước cho biết họ không có đủ vũ khí để hỗ trợ Kiev. Bên cạnh đó, việc không có đủ vũ khí mới được sản xuất cũng ngày càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Các sáng kiến mới đang được tiến hành nhằm cố gắng thu hẹp khoảng cách này, trong đó có sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu để đưa một triệu quả đạn pháo sang Ukraine từ nguồn cung ngoài châu Âu. Lô đạn pháo đầu tiên dự kiến đến tay Kiev vào tháng 6 năm 2024. Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và cho biết Kiev đang sử dụng nguồn cung ngày càng tốt, gây tổn thất cho quân đội Nga và hạ gục chiến đấu cơ cũng như tàu chiến của đối phương, bất chấp việc Ukraine sở hữu lực lượng không quân nhỏ hơn nhiều và không có tàu chiến. Theo trang Business Insider, vừa qua tại sự kiện do Trung tâm An ninh Mỹ mới CNAS tổ chức, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đánh giá Nga đã khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh quân sự sau những thất bại vào thời gian đầu. Ông Campbell nói, chúng tôi đã đánh giá trong vài tháng qua rằng Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn về quân sự. Ông cho rằng Moscow hiện đặt ra mối đe dọa cho Ukraine. Nhà ngoại giao tuyên bố, nhưng không chỉ cho Ukraine, những năng lực mới tạo lập của họ đặt ra thách thức lâu dài cho sự ổn định tại châu Âu và đe dọa các đồng minh NATO Đối với một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, số liệu sản xuất quân sự của Nga luôn là khó dự đoán. Họ nhận định việc tăng cường sản xuất của Moscow có thể không bền vững vì nó làm hao mòn nguồn lực của nền kinh tế rộng lớn hơn và bất kỳ sự sụt giảm sản lượng nào cũng có thể khiến Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào các đồng minh thân cận. Tuy nhiên, khả năng sản xuất vũ khí của Nga ngày càng trở nên quan trọng khi cuộc xung đột Ukraine kéo dài sang năm thứ ba và trong bối cảnh không chắc chắn về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong tương lai. Chẳng hạn, việc Nga có nhiều đạn pháo hơn thực sự mang tính quyết định khiến Ukraine đã để mất quyền kiểm soát thành phố adipka ở phía đông hồi tháng 2. Nga cũng trở nên thành thạo hơn trong việc tránh các lệnh trừng phạt, tìm nguồn cung ứng các linh kiện như vi mạch và thiết bị viễn thông của phương Tây mà nước này không thể mua trực tiếp qua các nước khác. Còn theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trụ sở tại Anh nhận định Nga có đủ vũ khí dự trữ và năng lực sản xuất để bù đắp thiệt hại tại Ukraine trong ít nhất 2-3 năm. Viện này cho biết, dù tổn thất trung bình hàng trăm thiết giáp và khẩu pháo mỗi tháng, Nga vẫn có thể duy trì được số lượng vũ khí ổn định trong kho. Thông qua hình ảnh vệ tinh, IESS xác định Nga có ít nhất 12 căn cứ dự trữ pháo, 10 căn cứ xe tăng và 37 kho chứa thiết bị quân sự. Trong năm 2023, Moscow đã tái kích hoạt ít nhất 1.180 đến 1.280 xe tăng chiến đấu chủ lực và khoảng 2.470 thiết giáp từ trong kho, đồng thời sản xuất thêm nhiều khí tải hạng nặng mới. Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 1 cho biết, Nga một tháng hiện có thể sản xuất ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ khả năng bù đắp thiệt hại và tiếp tục duy trì nhịp độ tiến công trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng, chúng chủ yếu là các mẫu xe tăng cũ được tân trang, chứ không phải các phiên bản mới, nên sẽ không thể đạt hiệu quả cao trên chiến trường. Theo Reuters, ngày 4 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo quyết định không cho binh sĩ nghỉ phép Quyết định này áp dụng với tất cả các đơn vị chiến đấu trong bối cảnh lo ngại về khả năng gia tăng xung đột sau vụ đại sứ quán Iran ở thủ đô Damas của Syria bị tấn công hôm 1 tháng 4, làm dấy lên nguy cơ trả đũa. Tuyên bố của IDF nêu rõ, theo đánh giá tình hình, chúng tôi quyết định tạm dừng việc nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu của IDF. Việc triển khai lực lượng đang được đánh giá liên tục theo yêu cầu. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo họ đã điều động lực lượng dự bị để tăng cường phòng thủ trên không, Phóng viên của Reuters ghi nhận dịch vụ GPS tại Israel trong ngày 4 tháng 4 đã bị gián đoạn, một biện pháp được cho là nhằm ngăn chặn tên lửa dẫn đường. Theo hãng thông tấn Mê, quân đội Israel cũng đang xem xét mở lại các nơi trú ẩn ở Tel Aviv để đề phòng một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử từ Iran. Tờ Guardian cho biết thêm rằng toàn bộ quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Theo tờ Times of Israel, các dự đoán cho thấy Iran có thể sẽ trực tiếp ra mặt và phát động tấn công Israel từ lãnh thổ của nước này. Thay vì thông qua lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Iraq và Yemen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết IDF đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Israel Amos Yatlin cho hay, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Iran bắn thẳng vào Israel. Ông nói rằng cuộc tấn công tên lửa do Iran phát động vào tháng 1 vừa qua nhằm vào Pakistan đã tạo tiền lệ cho hành động tương tự. Tờ Asa.az của Azerbaijan dẫn lời chuyên gia quân sự Jadiot Aharonot nhận định Iran sẽ trả đũa Israel trong 48 giờ tới và có thể huy động một lượng lớn tên lửa cùng máy bay không người lái trong đợt tấn công đầu tiên. Cũng theo ông Aharonot, quân đội Iran đang trong quá trình chuẩn bị cho các hành động quân sự. Giới chuyên gia hiện vẫn đang tranh cãi về phản ứng mà Iran có thể sử dụng một số người nói rằng Tehran sẽ phản ứng bất cân xứng hoặc lợi dụng cuộc tấn công của Israel để thúc đẩy sự lên án toàn cầu đối với xung đột của chính phủ Netanyahu ở Gaza và sự cô lập ngày càng tăng đối với nhà nước Do Thái. Những người khác nhấn mạnh rằng Iran có thể buộc phải trả đũa để ngăn cản Tel Aviv thực hiện các hành động khiêu khích tiếp theo. Trong khi đó, Washington vội vàng tránh xa cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus. Các quan chức lầu năm góc khẳng định với báo chí rằng Israel chưa thông báo cho họ về vụ tấn công. Người phát ngôn Lầu Nam Góc Sabrina Singh nói với các nhà báo, căng thẳng đang tăng cao trong khu vực. Chúng tôi muốn nói rõ trên các kênh riêng rằng Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công ở Damas. Chính quyền Mỹ lo ngại rằng một loạt hành động quân sự của Israel ở Syria và Gaza có thể kéo Washington sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và tích cực chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công đáng kể mà Iran có thể tiến hành ngay trong tuần tới nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ tại khu vực. Căng thẳng đã dâng cao với những lời đe dọa về phản ứng quân sự mạnh mẽ từ Iran sau khi hai tướng của nước này thiệt mạng trong một vụ tấn công nhắm vào một tòa nhà ngoại giao của Tehran ở thủ đô Damas của Syria hồi đầu tuần này. Iran cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công, song Israel không thừa nhận. CNN dẫn lời quan chức Mỹ nói trên cho hay các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện tin rằng phản ứng quân sự của Iran là chuyện không thể tránh khỏi và giới chức Israel cũng có quan điểm tương tự. Chính phủ hai nước đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó với những gì sắp xảy ra vì họ dự đoán cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Và cả tài sản cũng như nhân sự của Mỹ và Israel đều có nguy cơ trở thành mục tiêu, theo quan chức này. Reuters ngày 6 tháng 4 dẫn lời một quan chức mỹ giấu tên xác nhận tường thuật của cnn cho biết mỹ đang cảnh giác cao độ và chuẩn bị đối mặt với một cuộc tấn công từ iran một quan chức cấp cao khác của mỹ cho biết các đội ngũ của mỹ và israel đã liên lạc thường xuyên và liên tục kể từ đó theo reuters washington hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ israel trước các mối đe dọa từ iran về phía israel tại cuộc họp đặc biệt của nội các chiến tranh israel gần đây thủ tướng benjamin netanyahu khẳng định trong nhiều năm qua iran đã thực hiện nhiều hành động chống phá israel hoặc trực tiếp hoặc thông qua các đồng minh vì vậy israel buộc phải tiến hành các hành động chống lại iran cùng đồng minh theo ông netanyahu nguyên tắc đáp trả của iran rất đơn giản đó là làm tổn hại tất cả những ai đã làm hoặc có ý định làm tổn hại nước này theo đó lực lượng phòng vệ israel idf đã triệu tập thêm quân dự bị để tăng cường hệ thống phòng không đồng thời ra lệnh hủy bỏ ngày nghỉ cuối tuần của toàn bộ quân nhân thuộc các đơn vị chiến đấu Bên cạnh đó, IDF cũng tiến hành phá tín hiệu hệ thống định vị GPS tại hầu hết các khu vực của đất nước như một biện pháp phòng ngừa. Theo truyền thông Israel, các kịch bản mà quân đội nước này đang chuẩn bị là các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái từ các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở cả Liban, Syria, Iraq và Yemen, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp từ lãnh thổ Iran. Liên quan đến căng thẳng này, Bộ Ngoại giao Israel trước đó bác bỏ tin nói rằng Nước này đã đóng cửa hàng loạt đại sứ quán trên khắp thế giới để tranh mối đe dọa bị Iran trả đũa. Một người phát ngôn giấu tên của Bộ Ngoại giao Israel nói với tờ The Times of Israel rằng chưa có bất kỳ cơ quan đại diện ngoại giao nào của Israel ở nước ngoài bị đóng cửa. Bộ Ngoại giao Israel cũng không có bất kỳ kế hoạch nào về việc này ở thời điểm hiện tại. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! What? <laughs>